Dạ thưa vâng, thưa vẻ là hạnh phúc khi mà anh tường trình đến cô Greta Thunberg, một người trẻ, một cô con gái trẻ, người Thụy Điển 16 tuổi. Làm Lệ Ngọc nhớ tới những học sinh nữ trẻ ở Việt Nam. Thưa với anh, thành thử những cái tin tức mà liên quan từ truyền thông Việt Nam trong những ngày cuối tuần có đưa tin về cái chuyến thăm châu Á của vợ chồng của cựu Tổng thống Barack Obama từ ngày 8 cho đến ngày 14 tháng 12. Và trong đó thì vợ chồng ông Obama sẽ dừng chân tại Việt Nam, và hai vợ chồng đã dừng chân ở ngày 9 tháng 12. Thì thưa với anh có thể cho quý vị thính giả biết thật sự cái mục đích của ông bà Obama đến Việt Nam, và đây là lần đầu tiên mà ông Obama đã trở lại Việt Nam sau khi mà ông rời vị trí là Tổng thống của nước Mỹ. Chúng ta chắc chắn không thể nào mà chúng ta quên được là ông Obama đã từng thăm Việt Nam vào năm 2016 để gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và cũng có cái buổi nói chuyện với thanh niên của Việt Nam. Thì lần này ông bà đến liên quan đến cái vấn đề mà Obama Foundation và Girls Opportunity Alliance. Thì anh có tường trình cho quý vị thính giả biết là bà Obama và thành phần phái đoàn trong đó có ai và họ đi đến đâu ở tại Việt Nam thưa anh? Dạ vâng, thưa quý khán giả, các hãng thông tấn quốc tế đó, thì chúng ta ghi nhận rằng chỉ có hãng AFP, tức là phát tấn xã, là làm một cái bản tin tương đối khá đầy đủ về cái chuyến đi mà cô Lệ Ngọc vừa nhắc tới của vợ chồng Tổng thống Obama. Nhưng mà bên cạnh cái bản tin của phát tấn xã thì chúng ta thấy hình ảnh tin tức tràn ngập một số các trang mạng khác. Yahoo là trang mạng chính, People cũng là một trang mạng, và có một trang mạng mà ở Việt Nam rất là phổ thông là trang Zing.Vietnam. Thì những cái hình ảnh mà về cái chuyến đi của bà Michelle Obama là tràn ngập ở trên các trang mạng đó. Thì thưa quý khán giả, là ông bà Obama cùng với một phái đoàn đến Việt Nam vào hôm Chủ nhật 8 tháng 12. Và chúng ta ghi nhận đây là lần đầu tiên mà ông Obama trở lại Việt Nam kể từ khi ông rời Tòa Bạch Ốc. Và đối với bà Michelle Obama thì là lần đầu tiên bà đến thăm Việt Nam. Và cái tin này thật ra không có gì là gây bất ngờ, bởi vì một tuần trước đây đó là đã có tin bà Obama sẽ tới tỉnh Long An ở trong một chương trình để mà cổ động về giáo dục. Chương trình đó là của quỹ Obama Foundation để tăng cường hỗ trợ giáo dục cho các trẻ em gái Việt Nam. Đặc biệt là trong cái chuyến đi này đó thì bà Obama không có đi một mình mà bà có một phái đoàn, trong đó có những nhân vật nổi tiếng. Thì chúng ta hiểu rằng là bên cạnh bà Obama là ai? Là cô Jenna Bush Hager. Cô Jenna Bush Hager là con gái của cựu Tổng thống George W. Bush, một vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Và chúng ta biết là Tổng thống Obama là một Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà tương quan giữa bà Michelle Obama và cô Jenna Bush rất là tốt đẹp. Và cô đã thắp tùng bà trong chuyến đi này. Bên cạnh đó thì có một số nữ diễn viên điện ảnh từ kinh đô điện ảnh Hollywood. Nổi tiếng nhất là nữ diễn viên Julia Roberts. Chúng ta đều nhớ phim Pretty Woman đã đưa cô đến cái vinh dự là được nhận giải Oscar. Thì ngoài Julia Roberts thì ta còn thấy là có các diễn viên khác, Veronica Ngô, Lara Condor. Chúng ta nhắc vắn tắt về nhân vật này. Veronica Ngô là đóng vai Paige Tico ở trong phim Star Wars The Last Jedi, một phim rất là ăn khách mà quý thính giả đều biết. Và Veronica Ngô, tên thật là Ngô Thanh Vân, một cô gái Việt Nam sinh năm 1979 tại Trà Vinh. Còn nữ diễn viên Lara Condor thì cũng là một cô gái Việt Nam, tên thật là Trần Đông Lan, sinh năm 1997. Và cô đã đóng vai Jubilee ở trong một phim cũng rất là ăn khách, là phim X-Men Apocalypse. Thì Lara Condor là một cô gái sống ở trại mồ côi ở Cần Thơ. Sau đó thì mới được vợ chồng một nhà báo Hoa Kỳ là ông Bob Condor và bà vợ Mary
nhận làm con nuôi và đưa sang Mỹ. Sau đó được ăn học và đi vào sinh hoạt điện ảnh và trở thành một nữ diễn viên. Lara Condor và Veronica Ngô cùng đi với Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong chuyến đi này. Và họ đã đến đâu? Họ đã đến trường trung học phổ thông Cần Duộc ở tỉnh Long An. Và họ đến đó để gặp gỡ một số cựu thành viên của một chương trình gọi là Girls Opportunity Alliance, tức là Liên minh Cơ hội cho các trẻ em gái. Đó là một chương trình mà trong khuôn khổ và được sự tài trợ của quỹ Obama Foundation mà vợ chồng ông Obama thành lập. Mục đích của cái chương trình này là hỗ trợ cho các thiếu nữ vị thành niên phát huy tiềm năng của họ qua giáo dục. Và bà Obama cùng với lại các nữ diễn viên điện ảnh nói trên và cùng với cô Jenna Bush Hager đã gặp gỡ, thảo luận với một cái tổ chức phi chính phủ cũng trong hoạt động hỗ trợ giáo dục thiếu nhi là tổ chức Room to Read, và tham dự cái lớp đào tạo kỹ năng sống dành cho các thiếu nữ vị thành niên, đồng thời lắng nghe những cựu nữ sinh chia sẻ những khó khăn mà họ phải đương đầu, những thành quả mà họ đạt được trong thời gian họ học ở trường, cũng như là họ được cái quỹ Obama Foundation hỗ trợ để mà họ học và họ tốt nghiệp, rồi sau đó họ trở lại để giúp đỡ người dân địa phương. Thì điển hình là có một trường hợp của một nữ giáo viên bây giờ trở lại ở trường trung học Cần Duộc, đó là nữ giáo viên Nguyễn Tây Thi, 28 tuổi. Và bà Michelle Obama đã bày tỏ rằng là bà rất vui được đến thăm Việt Nam, bà rất xúc động trước câu chuyện của những cựu nữ sinh đã phải vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống để mà gặt hái được thành công. Và bà muốn chứng kiến những đóng góp của chương trình hỗ trợ các trẻ em gái vị thành niên đã tạo nên sự thay đổi gì. Và bà muốn cùng với các nghệ sĩ của Hollywood truyền cảm hứng cho những thiếu nữ đó. Chúng ta ghi nhận thêm một cái chi tiết ở trong các bản tin trên các trang mạng, kể cả bản tin của Pháp Tấn Xã. Đó là bà Michelle Obama, bà đã hiến tặng một số tiền khá lớn, tức là trên nửa triệu dollars. Đó là tiền bán sách của bà. Bà hỗ trợ cho tổ chức giáo dục mà chúng ta nhắc tới, tức là cơ hội, liên minh tạo cơ hội cho các trẻ em gái đấy. Thì cuốn sách của bà là một cuốn hồi ký bây giờ đang được bày bán ở khắp nơi. Tên cuốn hồi ký là Becoming. Trong đó thì bà Obama thuật lại cái quá trình phấn đấu của bà suốt mười mấy năm rất là khó khăn. Một thiếu nữ da đen và gia đình không lấy gì làm khá giả, nhưng bà đã hết sức phấn đấu để vượt mọi khó khăn, vượt mọi trở ngại để theo đuổi việc học hành. Và cuối cùng thì bà tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa ở một đại học danh tiếng của Hoa Kỳ là đại học Harvard. Thì bà trình bày cái kinh nghiệm đó ở trong cuốn sách hồi ký của bà. Và khi mà bà đi khắp nơi để mà ra mắt cuốn sách này, thì cái tiền thu được bà đã trích ra một khoản tiền trên nửa triệu dollar tặng cho cái chương trình hỗ trợ giáo dục các thanh thiếu niên nữ giới tại Việt Nam. Thì sau khi bà Obama và ông Obama và các phái đoàn đi cùng đó đến Việt Nam và dừng chân ở Long An như chúng ta vừa nhắc với nhau, thì sau đó thì họ lại đi tiếp qua một quốc gia khác ở Đông Nam Á, đó là Malaysia. Thì họ phái đoàn của vợ chồng Tổng thống Obama đi qua Malaysia là để dự một cái cuộc hội thảo trong một chương trình được mang tên là Leaders Asia Pacific. Chương trình này là thúc đẩy việc đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và buổi họp, buổi hội thảo đó được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Và bà Michelle Obama
cùng với lại những người, những diễn viên điện ảnh đi cùng phái đoàn và cùng với cô Jenna Bush Hager đã trình bày những kinh nghiệm của họ từ chuyến đi Việt Nam và đề cập đến tầm quan trọng của việc giáo dục các trẻ em gái vị thành niên chẳng những ở Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì theo họ đó sẽ là những nhà lãnh đạo của tương lai và giáo dục là cánh cửa để mở ra những cơ hội cho các trẻ em, các thiếu nữ mặc dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, mặc dù gia đình có túng thiếu như thế nào, nhưng mà nếu qua con đường giáo dục thì đã chứng minh rằng thế nào cũng sẽ có những cánh cửa cơ hội mở ra cho họ. Và đó là cái mục đích và cái những cái sự kiện mà chúng tôi tóm tắt để gửi đến quý thính giả về chuyến đi Việt Nam trong mấy ngày vừa qua của vợ chồng cựu Tổng thống Obama và phái đoàn cùng với cô Jenna Bush Hager và các nữ diễn viên điện ảnh của kinh đô điện ảnh Hollywood. Xin trở lại với cô Lệ Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với quý vị, đại diện văn phòng của vợ chồng của cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã nói cho truyền thông biết rằng là cái chuyến thăm Việt Nam hay là chuyến thăm châu Á lần này, họ cũng đã chuẩn bị từ hơn một năm trước cho chuyến thăm châu Á này. Và với những gì mà anh Phúc vừa mới tường trình, những lời phát biểu của bà Obama, thì chúng ta thấy rõ ràng thưa quý vị, con đường học vấn chắc chắn, con đường đó rất là xứng đáng và sẽ mang đến một cái thành công để cho chính các nữ sinh hay nam sinh bắt đầu khi mà học xong rồi, thưa quý vị, sẽ giúp cho cộng đồng ngồi xuống mang đến tất cả những cái khả năng của các em để mà xây dựng cho cộng đồng, cho đất nước. Và trước khi mà bước qua những sự kiện mà liên quan đến thời sự của nước Mỹ mà Lê Ngọc biết chắc chắn là quý vị cũng đang chờ đợi những cái giây phút này. Và tiếp tục trong phần tin tức từ đài NPR trong ngày hôm nay, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những sự kiện liên quan đến Hoa Kỳ. Và chúng ta khi mà nói đến những tin tức nổi bật nhất về vấn đề nước Mỹ của chúng ta, đó là vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump, thì thưa với lại anh Phúc, chúng ta đã biết được những cái điều khoản luận tội là gì? Anh có thể tóm lược hai cái điều khoản này và thật sự cái tiến trình luận tội trong những ngày sắp tới như thế nào? Trong tối ngày hôm qua, Lê Ngọc đã thấy có một cái sự tranh cãi rất là gay gắt và lại càng thể hiện cái sự chia rẽ giữa Dân Chủ và Cộng Hòa khi mà Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tối ngày hôm qua đã mở cuộc tranh luận về hai cái điều khoản luận tội này. Thì Lê Ngọc xin mời anh có thể tường trình đến cho quý vị. Và còn một cái sự kiện mà Lê Ngọc cũng thấy nó rất là đặc biệt, một cái sự trùng hợp ở cái thời điểm giữa hai cái hiệp ước, nhưng mà nổi bật nhất vẫn là cái hiệp ước USMCA trong cái vấn đề luận tội. Và cái hiệp ước mà Lê Ngọc muốn anh có thể gửi đến cho quý vị biết rõ phân tích, đó là NAFTA và USMCA. Lê Ngọc xin mời anh Phúc. Dạ vâng, thưa quý khán giả, hồi nãy chúng ta vừa lướt qua tình hình thời sự thế giới và chúng ta có đề cập đến cái việc là cô Greta Thunberg được tạp chí Time chọn là nhân vật tiêu biểu của năm 2019. Thì sau đó chúng ta cũng đã ghi nhận những phản ứng, người thì ủng hộ, khen ngợi sự lựa chọn của tạp chí Time và người thì phản đối, chỉ trích cho rằng tạp chí Time không chọn đúng người. Thì thưa quý khán giả, từ đó chúng ta có thể thấy, thí dụ như vấn đề biến đổi khí hậu chẳng hạn, cái tình trạng gọi là cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu đưa đến những thiên tai ở khắp nơi đó, cái điều đó được chấp nhận hay không chấp nhận và đáng quan tâm hay không đáng quan tâm thì đã là một cái chủ đề gây chia rẽ ở những quan điểm khác nhau. Chẳng hạn ngay giữa Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa cũng có những quan điểm khác nhau về vấn đề biến đổi khí hậu, phải không ạ? Thì bên cạnh vấn đề biến đổi khí hậu, chúng ta cũng thấy là giữa những người ủng hộ Đảng Dân Chủ và những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cũng có những sự khác biệt quan điểm, có thể gọi là xung khắc về quan điểm nữa. Thí dụ như vấn đề nên siết chặt hay không nên siết chặt cái việc kiểm soát súng đạn, đó là một cái vấn đề cũng gây tranh cãi lắm. Hay là vấn đề nên ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ
hay là nên chống lại cái hành động phá thai cũng là một cái đề tài tranh cãi giữa những người ủng hộ Đảng Dân Chủ và những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà chắc chắn không có một cái sự tranh cãi nào lớn hơn là quan điểm chính trị, và đó là cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy diễn ra ở trên nước Mỹ chung quanh cái cuộc tiến trình điều tra rồi sắp tiến tới cái tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, thưa quý khán giả, bên cạnh những cái khác biệt và bên cạnh những sự xung khắc quan điểm đó, chúng ta cũng ghi nhận là có một cái sự trùng hợp đồng nhất về quan điểm. Có lẽ cái sự đồng nhất quan điểm rõ ràng nhất là vấn đề kinh tế. Bởi vì các nhà lãnh đạo dù là Đảng Cộng Hòa hay là Đảng Dân Chủ thì cũng phải nhắm vào cái mục tiêu là phát triển kinh tế để cho dân giàu và nước mạnh. Chắc chắn là như vậy. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy cô Lệ Ngọc vừa nhắc tới khi cô nói đến hai hiệp định, hai hiệp ước về thương mại Bắc Mỹ. Một hiệp ước là NAFTA và một hiệp ước mới nhất là USMCA. Thì thưa quý khán giả, chúng ta nói về cái hiệp ước này và chúng ta sẽ nói đến cái tương quan, tại sao lại liên quan và có sự trùng hợp thời điểm về cái chuyện hiệp ước USMCA này với cái vụ luận tội Tổng thống Donald Trump. Vậy thì thưa quý khán giả, ngày hôm thứ ba cách đây 2 ngày là các giới chức đại diện 3 quốc gia Bắc Mỹ, tức là Hoa Kỳ, Mexico, Canada đã họp ở Mexico City, thủ đô của nước Mexico, để mà ký kết cái phần phụ đính quan trọng nhất. Đó là phần phụ đính để mà hoàn chỉnh hiệp ước thương mại USMCA. Hiệp ước thương mại này 3 quốc gia đã thương lượng suốt 2 năm trời vừa qua để thay thế cho cái hiệp ước trước đó gọi là hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ, tức là NAFTA. Thì chúng ta đã có dịp nói chuyện với nhau, thưa quý khán giả, chúng tôi xin nhắc lại là hồi cuối năm ngoái, nói rõ hơn là cuối tháng 11 năm 2018, thì đã có một cái hội nghị thượng đỉnh khối G20 ở Buenos Aires của Argentina, và 3 vị nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Enrique Peña Nieto của Mexico lúc đó, đó và Thủ tướng Justin Trudeau của Canada. 3 người đã ký kết một cái bản sơ thảo hiệp ước gọi là USMCA, tức là viết tắt tên của 3 quốc gia US, Mexico, Canada. Cái bản sơ thảo hiệp ước này được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh cuối tháng 12, cuối tháng 11 năm 2018 ở Buenos Aires. Nhưng mà 2 năm tiếp theo đó là cứ tiếp tục bàn cãi với nhau trước cái vụ mà ký hiệp ước sơ thảo, cho đến sau khi ký vẫn tiếp tục bàn cãi suốt 2 năm trời. Đến bây giờ thì hiệp ước USMCA mới thực sự hoàn chỉnh. Và 3 nhân vật mà ký cái phần phụ đính quan trọng nhất để mà hoàn chỉnh hiệp ước này đó là ai? Thứ nhất là ông Robert Lighthizer, là đại diện thương mại của Hoa Kỳ. Thứ hai là bà Chrystia Freeland, là phó thủ tướng Canada. Và thứ ba là ông Jesus Seade, là đại diện thương mại của Mexico. Và người chứng kiến cái việc ký kết phần phụ đính của hiệp ước USMCA chính là tổng thống đương nhiệm của Mexico, là ông Andrés Manuel López Obrador. Chúng ta nhắc một chút về hiệp ước được thay thế, vừa được thay thế đó. 25 năm vừa qua, tức là từ đầu năm 1994 tới nay, thì hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ NAFTA, NAFTA thì quý thính giả đã biết là nó là chỉ là chữ viết tắt của North America Free Trade Agreement, hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ. Thì hiệp ước này được thi hành suốt 25 năm trong nỗ lực phát triển mậu dịch, dựa trên căn bản là gỡ bỏ hàng rào quan thuế giữa 3 quốc gia.
ba quốc gia chúng ta biết là Mỹ, Mexico, Canada, dân số cộng lại tới gần 500 triệu người chứ không phải là ít. Và hiệp ước NAFTA hồi năm ngoái, năm 2018, đã mang lại tới 1.200 tỷ dollars trị giá trao đổi thương mại. Có nghĩa là sấp xỉ 30% tổng trị giá trao đổi thương mại toàn thế giới. Đó là hiệp ước NAFTA năm 1994. Nhưng mà khi Tổng thống Trump bước vào Tòa Bạch Ốc thì ông đã lập tức chỉ trích rất là nặng nề hiệp ước thương mại NAFTA. Ông gọi đó là một vụ thương lượng mậu dịch tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, một thảm họa. Bởi vì theo Tổng thống Trump thì hiệp ước NAFTA đã mở đường để đưa hàng triệu công việc làm của người dân Mỹ ra khỏi biên giới phía Nam. Người dân Mỹ mất bao nhiêu việc làm là do cái hiệp ước này. Và do đó chính phủ Trump bằng mọi giá phải thay thế bằng một hiệp ước mới. Và đó là đưa đến cái việc thương lượng giữa ba quốc gia để đi đến hiệp ước USMCA vừa được ký kết chính thức đó, hoàn chỉnh cách đây 2 ngày. Thì hiệp ước USMCA hoàn chỉnh rồi thì chưa có hiệu lực thi hành, bởi vì cả ba quốc gia đều phải đưa hiệp ước về cho quốc hội. Quốc hội phải phê chuẩn thì hiệp ước mới có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên chúng ta thấy đến đây là bắt đầu có cái tương quan giữa cái hiệp ước USMCA và vụ luận tội Tổng thống Trump. Chúng ta nói thêm một chút về cái hiệp ước này. Cái hiệp ước USMCA này đó, những nhà phân tích thương mại nói rằng là có rất nhiều điểm tương tự như là hiệp ước NAFTA trước đây, nhưng mà đã bổ túc một số điều khoản quan trọng. Những điều khoản mới là gồm có một số điều khoản để tăng cường cái việc xuất cảng nông phẩm của giới nông gia Mỹ. Có điều khoản đưa ra cái lời cam kết của ba quốc gia tôn trọng những tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm và cải thiện quyền lợi cho giới công nhân. Thì cái việc bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi công nhân là những điều mà chúng ta thấy được đặt thành ưu tiên bởi hai nhánh. Nhánh thứ nhất là về mặt chính trị thì là các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ luôn luôn kêu gọi là ký hiệp ước gì thì ký, nhưng mà phải bảo vệ môi trường và phải cải thiện quyền lợi cho các công nhân. Nhánh thứ hai là Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ AFL-CIO là một tổ chức quan trọng lắm, bởi vì đó là liên đoàn quy tụ một thành phần cử tri rất là đông đảo. Thì bây giờ Liên đoàn Lao động AFL-CIO đã lên tiếng nói rằng là hiệp ước USMCA mặc dù là chưa phải là hoàn hảo gì, nhưng mà rõ ràng không thể phủ nhận được là những quy tắc giao dịch thương mại giữa ba quốc gia giờ đây đã được xét lại và được điều chỉnh để trở nên công bằng hơn. Thưa quý khán giả, chính vì vậy mà ngay sau khi hôm thứ ba đó, ngay sau khi mà ba đại diện của ba quốc gia ký kết cái phần phụ đính để mà hoàn chỉnh hiệp ước USMCA, thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lập tức loan báo rằng các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ ở Hạ viện đã đạt được thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc và đạt được thỏa thuận luôn với hai quốc gia láng giềng Mexico và Canada để mà mở đầu cái thủ tục phê chuẩn hiệp ước USMCA, tức là một thái độ hoàn toàn ủng hộ cái hiệp ước USMCA này và chuẩn bị phê chuẩn. Thì trên nguyên tắc là Hạ viện rồi đến Thượng viện sẽ thảo luận để phê chuẩn hiệp ước, và trong vòng 90 ngày thì cái việc phê chuẩn này sẽ hoàn tất. Tuy nhiên chúng ta lại thấy là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell là trưởng khối đa số Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện đã nói với báo chí rằng là cái vụ luận tội Tổng thống Trump đang diễn ra và chắc chắn là sẽ chiếm một cái phần không nhỏ trong nghị trình của Quốc hội. Cho nên Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói là cái việc phê chuẩn hiệp ước USMCA ở Thượng viện có thể sẽ phải lùi lại tới
đầu năm 2020, có thể là sau khi giải quyết xong cái vụ luận tội Tổng thống Trump thì mới tính tới cái chuyện là phê chuẩn hiệp ước USMCA. Và đó là cái điều mà đã đưa tới tranh cãi, người khen và người chê về cái vụ này. Thì chúng ta ghi nhận một điều là Tổng thống Trump mới nhất đây là cũng chiều thứ ba thôi, tức là khi mà ông đến vận động về tái tranh cử đó, ở trước các cử tri ủng hộ ở thành phố Hershey, tiểu bang Pennsylvania, thì Tổng thống Trump một mặt nói về những ưu điểm của hiệp ước USMCA mà Hoa Kỳ vừa hoàn chỉnh cái việc ký kết với Mexico và Canada. Đó là một thành tựu của chính phủ Trump. Và mặt khác thì ông chỉ trích Đảng Dân Chủ đã lựa chọn một thời điểm có tính chất bất thường để mà bày tỏ thái độ ủng hộ. Mặc dù Đảng Dân Chủ ủng hộ cái việc mà phê chuẩn hiệp ước, nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng là họ vừa mới loan báo hai điều khoản luận tội xong, thì một tiếng đồng hồ sau đó là bà Pelosi nói là đồng ý phê chuẩn hiệp ước USMCA, một hiệp ước rất là quan trọng. Thì Tổng thống Trump nói với những cử tri ủng hộ ông là sở dĩ mà Đảng Dân Chủ làm như vậy là để giảm bớt sự chú ý về vụ luận tội. Bởi vì theo Tổng thống Trump, ông tuyên bố là vụ luận tội khiến cho Đảng Dân Chủ khó ăn khó nói với mọi người. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Trump vào buổi tối thứ ba ở Pennsylvania. Thì bây giờ Tổng thống Trump đã nói như vậy thì chúng ta đã nói đến cái việc là cái việc phê chuẩn hiệp ước USMCA không thể nào tiến hành nhanh được và bị vướng lại bởi vì cái tiến trình luận tội. Thì cái tiến trình đó diễn tiến như thế nào? Thì thưa quý khán giả, gần đây nhất là quý vị theo dõi tình hình thời sự thì quý vị biết là vào sáng thứ ba là Ủy ban Tư pháp Hạ viện công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Và đây là một bước tiến then chốt trong tiến trình luận tội. Thì, chiều tối ngày hôm qua, tức là ngày thứ tư, và sáng ngày hôm nay chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, thì các thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện gồm bao nhiêu thành viên? 24 dân biểu của Đảng Dân Chủ và 17 dân biểu của Đảng Cộng Hòa. Đó, các vị đó đã là thành viên đã tạo thành Ủy ban Tư pháp Hạ viện hiện nay. Và các thành viên Ủy ban Tư pháp suốt từ chiều tối hôm qua và ngày hôm nay nữa, họ sẽ thảo luận về cái nội dung hai điều khoản luận tội. Sau đó, sau khi thảo luận thêm bớt nếu có, thì cuối cùng là sẽ biểu quyết. Tức là Ủy ban Tư pháp sẽ biểu quyết. Và chúng ta biết là 24 dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ và 17 dân biểu của Đảng Cộng Hòa thì có thể nói là chắc chắn là hai điều khoản luận tội này sẽ được biểu quyết thông qua. Và thông qua là để làm gì? Để đưa ra trước phiên họp khoáng đại. Thì phiên họp khoáng đại của Hạ viện dự trù vào tuần sau, tức là trước lễ Giáng sinh. Và chúng ta thấy là nếu mà phiên họp khoáng đại diễn ra mà Hạ viện hiện nay Đảng Dân Chủ lại đang nắm đa số, thì cái chuyện mà Hạ viện biểu quyết thông qua hai điều khoản luận tội là một chuyện gần như chắc chắn là sẽ xảy ra. Và nếu hai điều khoản luận tội được khoáng đại Hạ viện biểu quyết thông qua, thì Tổng thống Trump sẽ trở thành vị Tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội, tức là bị impeached. Hai vị Tổng thống trước đó thì chúng ta biết là Tổng thống Andrew Johnson là hồi năm 1868 và Tổng thống Bill Clinton vào năm 1998. Chúng ta không thể kể Tổng thống Richard Nixon được, bởi vì mặc dù Tổng thống Richard Nixon cũng bị điều tra, nhưng trước khi Hạ viện biểu quyết luận tội thì ông đã từ chức, đó là năm 1974. Thì bây giờ chúng ta nói về hai điều khoản luận tội thì thưa quý thính giả là Hạ viện, Ủy ban Tư pháp Hạ viện mở đầu cái văn bản luận tội bằng cái nhận định là Hạ viện không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải hành động. Bởi vì Tổng thống Trump có những hành vi mà nếu không bị ngăn chặn sẽ đe dọa cho tiến trình dân chủ trước cuộc bầu cử năm 2020.
thì hai điều khoản luận tội mà Ủy ban Tư pháp đang thảo luận và sẽ biểu quyết rồi sau đó đưa ra trước khoáng đại Hạ viện, hai điều khoản đó là cáo buộc Tổng thống Trump vi phạm cả trọng tội lẫn khinh tội ở trong cái sự quy định ở điều 2 khoản 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ, cả trọng tội và khinh tội. Cụ thể là gì? Thứ nhất là Tổng thống Trump, theo văn bản luận tội, thì Tổng thống Trump đã sử dụng quyền lợi của cơ quan hành pháp để mưu cầu quyền lợi cá nhân bất chính, đã tảng lờ hoặc làm tổn hại quyền lợi quốc gia khi mà ông gây áp lực buộc một nước ngoài, tức là Ukraine, can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Đó là điểm thứ nhất, tức là tội lạm quyền. Thứ hai là khi bị phát giác và Hạ viện mở cuộc điều tra luận tội, thì Tổng thống Trump đã nhất quyết và rõ ràng chống lại các thủ tục điều tra luận tội một cách bừa bãi chưa từng thấy, tức là chỉ thị các viên chức thuộc quyền không có cộng tác với cuộc điều tra luận tội của Hạ viện. Và như vậy, đó là cấu thành cái tội thứ hai, đó là tội cản trở quốc hội. Và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp, ông Gerald Nadler đã phát biểu là Tổng thống Trump cho rằng mình đứng trên luật pháp. Chúng ta phải khẳng định là không một ai, kể cả Tổng thống, đứng trên luật pháp. Thì đó là cái nội dung chúng ta tóm tắt với nhau để đỡ mất thì giờ về hai điều khoản luận tội mà chúng ta biết là bây giờ các thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện đang thảo luận ráo riết để mà biểu quyết trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay là chắc chắn biểu quyết xong ở Ủy ban Tư pháp, để chuẩn bị tuần tới thì đưa ra trước phiên họp khoáng đại Hạ viện. Thì phản ứng của Tổng thống Trump như thế nào? Thì thưa quý khán giả, chúng ta biết rằng là Tổng thống Trump phản công ngay tức khắc. Tổng thống Trump viết ở trên tin nhắn ở trên mạng xã hội Twitter, lặp lại là vụ luận tội theo ông là một cuộc săn phù thủy mà thôi. Và ông viết là ông Nadler, tức là dân biểu chủ tịch Ủy ban Tư pháp, vừa tuyên bố là tôi gây áp lực cho Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của chúng ta. Tổng thống Trump viết là đó là điều vô lý. Và ông ta, tức là ông Nadler, biết rằng điều đó không đúng, bởi vì cả Tổng thống Ukraine và Ngoại trưởng Ukraine đã nói rất nhiều lần là không có áp lực nào cả. Ông Nadler và Đảng Dân Chủ thừa biết điều đó nhưng mà không chịu thừa nhận điều đó, cho nên mới tiến hành cái chuyện luận tội này. Đó là cái quan điểm của Tổng thống Trump mà ông trình bày qua tin nhắn ở trên trang mạng xã hội Twitter. Thì thưa quý khán giả, chúng ta tóm tắt với nhau về cái sự tương quan khá kỳ lạ giữa cái hiệp ước thương mại USMCA và cái tiến trình luận tội đang diễn ra này. Chúng ta thấy rằng cái vấn đề, cái bối cảnh chính trị Hoa Kỳ chưa bao giờ phức tạp đến như bây giờ. Và chúng ta sẽ ghi nhận thêm một số những điều khác nữa chung quanh cái vụ luận tội này. Chúng ta không biết là có đủ thì giờ để nói hết với nhau những cái khía cạnh hay không, nhưng rõ ràng là có những vấn đề rất là phức tạp, mà chúng tôi cũng hy vọng là có dịp để chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những cái khía cạnh phức tạp đó cùng quý thính giả, cũng như là chúng tôi sẽ trình bày về cái phản ứng của dư luận như thế nào qua những cái kết quả thăm dò dư luận mới đây. Thì chúng tôi xin tạm thời trở lại với cô Lệ Ngọc. Dạ thưa vâng, khi mà nghe anh tường trình cái tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump nói thưa với anh, thì có một cái khía cạnh nó đang nổi bật lên từ hãng thông tấn Reuters hay là một số những nguồn tin họ đưa ra, là hiện nay Tổng thống Donald Trump ông lại lên tiếng, ông có ý định là ông muốn phiên xét xử luận tội ngắn ở tại Thượng viện, hoàn toàn trái ngược với những cái tuyên bố ban đầu của Tổng thống Donald Trump là ông muốn cái phiên xét xử phải được công bằng, phải đầy đủ, phải kéo dài, rồi ông phải có một cái cơ hội để tự biện hộ cho ông để mà chống lại bên đảng Dân Chủ, rồi bắt buộc những đối thủ chính trị của ông, trong đó Joe Biden
phải ra điều trần rất nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Tổng thống Donald Trump lại hoàn toàn nói trái ngược lại. Và bên cạnh đó, Lê Ngọc còn thấy có những cái thăm dò thì cho thấy có một số vai trò của những vị dân biểu thuộc cái khuynh hướng ôn hòa ở trong Hạ viện Hoa Kỳ. Thì anh có thể nhận định được cái phản ứng của những vị dân biểu này và cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nó hoàn toàn trái ngược, không như trước đây mà ông nói, thưa anh? Dạ vâng, thưa quý thính giả, cô Lệ Ngọc vừa đề cập đến một trong những khía cạnh mà chúng tôi đã thưa với quý thính giả là phức tạp lắm khi mà chúng ta nói đến những cái diễn biến thời sự mà chung quanh vấn đề luận tội Tổng thống Trump. Một trong những khía cạnh đó chính là cái vai trò của những nhà lập pháp mà thuộc khuynh hướng ôn hòa. Tại sao như vậy? Tại vì, thưa quý thính giả, chúng ta thấy là chúng ta đã nhắc đến hiệp ước USMCA. Và chúng ta đã nhắc đến cái việc Ủy ban Tư pháp công bố nội dung của hai điều khoản luận tội mà hiện giờ đang được thảo luận, sắp biểu quyết đấy. Thì thưa quý khán giả, cái ngày thứ ba vừa rồi là một cái ngày quan trọng lắm. Bởi vì ngày đó đánh dấu hai việc. Thứ nhất là hiệp ước USMCA được ký kết hoàn chỉnh. Thứ hai là Ủy ban Tư pháp Hạ viện công bố nội dung hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump. Và chúng ta thấy rằng, chúng ta đã nói rằng là nói gì thì nói, kinh tế vẫn là một vấn đề quan trọng hàng đầu đối với tất cả các nhà lãnh đạo, dù là đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa, thì cũng phải nhắm vào mục tiêu phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của dân chúng thì mới hy vọng đắc cử và mới hy vọng giữ được ghế sau khi đắc cử. Đó là điều chắc chắn, không thể nghi ngờ được. Và vì như vậy cho nên khi mà hiệp ước USMCA vừa ký kết xong mà chúng ta thấy là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi loan báo ngay là Hạ viện sẵn sàng chuẩn bị để mà thông qua các thủ tục phê chuẩn ở Hạ viện để đưa qua Thượng viện. Thì tức là Đảng Dân Chủ ủng hộ một cái thành quả ngoại giao và thương mại của Tổng thống Donald Trump. Thì điều đó, thưa quý khán giả, nó cũng có liên quan đến cái vụ luận tội, là bởi vì chúng ta hiểu rằng có những vị dân biểu mà ở trong Hạ viện Hoa Kỳ hiện nay Đảng Dân Chủ đang nắm đa số, nhưng những vị dân biểu mà chúng ta biết là 435 dân biểu Hạ viện năm tới đây 2020 đều phải tranh cử lại và tranh cử ở các địa hạt bầu cử của họ ở khắp 50 tiểu bang. Trong số hơn 200 dân biểu Đảng Dân Chủ mà hiện nay đang nắm thế đa số ở Hạ viện thì có 31 nhân vật, 31 vị dân biểu mà họ đã đắc cử hồi cuối năm 2018 ở những địa hạt bầu cử mà chính là những địa hạt bầu cử mà hồi năm 2016 Tổng thống Trump đã thắng ở đó. Vậy thì ít nhất là chúng ta thấy có 31 dân biểu Đảng Dân Chủ mà được mô tả là có khuynh hướng ôn hòa, có khuynh hướng trung dung, tức là không có cấp tiến như là một số các vị dân biểu khác vừa mới đắc cử của Đảng Dân Chủ. Thì những dân biểu mà đắc cử ở 31 cái tiểu bang mà Tổng thống Trump đã từng chiến thắng hồi năm 2016 đó, bây giờ họ trở lại với cử tri ở những địa hạt bầu cử đó trong năm 2020. Họ phải vận động cử tri để họ giữ được ghế dân biểu của họ trong năm tới. Và một trong những cái điều mà những vị dân biểu mà thuộc khuynh hướng ôn hòa đó phải trình bày với cử tri của họ và phải chứng minh với cử tri của họ chính là cái điều là không phải họ được dân chúng bầu vào Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ chỉ để làm cái việc là luận tội Tổng thống Trump mà còn làm những việc khác ích quốc lợi dân nữa. Trong đó có cái việc là ủng hộ cho một hiệp định, một hiệp ước thương mại vừa được ký kết giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Mexico, Canada
để đem lại hàng triệu công việc làm, công ăn việc làm cho giới công nhân Mỹ. Và đó là một thành tựu. Một thành tựu nói lên cái sự hợp tác giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cho một mục tiêu chung là phát triển kinh tế để mang lại công ăn việc làm, mang lại cơm no áo ấm cho giới công nhân nói riêng và người dân Mỹ nói chung. Những dân biểu mà thuộc khuynh hướng ôn hòa đó sẽ có cái lợi điểm đó khi mà họ ủng hộ hiệp ước USMCA để mà họ vận động tranh cử trong cái năm 2020 sắp tới. Và một mặt khác thì chúng ta thấy là chúng ta đã nói đến hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump mà Ủy ban Tư pháp Hạ viện vừa mới công bố đó. Thì chúng ta cũng nói thêm với nhau là đáng lẽ không phải chỉ có hai điều khoản luận tội mà có ba điều khoản luận tội. Nhưng mà điều khoản thứ ba sau khi thảo luận trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện thì các vị dân biểu mà thuộc khuynh hướng trung dung đã thành công trong cái việc thuyết phục để mà đưa đến cái quyết định là chỉ có hai điều khoản luận tội về tội lạm quyền và tội cản trở quốc hội mà thôi, và không có điều khoản nhắc trở lại về vụ cản trở công lý liên quan đến phúc trình điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Thì cái việc là Ủy ban Tư pháp Hạ viện rồi sau đó chúng ta biết là sẽ biểu quyết và đưa ra phiên họp khoáng đại Hạ viện đó, sẽ biểu quyết để thông qua hai điều khoản luận tội thay vì thêm một điều khoản nói về cái vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Cái đó là một sự thành công của khối cử của khối dân cử, tức là các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ nhưng mà thuộc khuynh hướng ôn hòa. Thì thưa quý khán giả, chúng ta chỉ có thể nhắc sơ sơ như vậy để thấy với nhau là có những khía cạnh vô cùng phức tạp trong cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ. Và một trong những khía cạnh phức tạp đó chúng ta vừa nhắc tới vừa liên quan đến vấn đề thương mại, kinh tế, vừa liên quan đến vấn đề chính trị, tức là vụ luận tội Tổng thống Trump. Và thưa quý khán giả, thời gian không có nhiều, chúng ta vắn tắt nói với nhau như vậy. Và chúng tôi hy vọng là sẽ còn những cái dịp trở lại để mà nói thêm về vấn đề này. Chẳng hạn như chúng ta sẽ phải nói với nhau là nếu mà sau khi Hạ viện vào tuần tới chẳng hạn mà đưa ra phiên họp khoáng đại và biểu quyết thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump đó, và biểu quyết thông qua để đưa qua Thượng viện đó, thì những gì có thể sẽ xảy ra tại Thượng viện, vai trò của Thượng viện như thế nào. Thượng viện Hoa Kỳ chúng ta biết là bây giờ Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số 53-47, và dĩ nhiên là Thượng viện cũng như mọi người dân Mỹ đều hiểu rằng với cái thế đa số đó thì Đảng Dân Chủ khó lòng mà tìm được thêm 20 vị dân cử, tức là Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ủng hộ cái việc là truất phế Tổng thống Trump để mà có được 2/3 số phiếu của các Thượng nghị sĩ để truất phế Tổng thống Trump. Điều đó khó, nếu không muốn nói là không thể xảy ra được. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mà Thượng viện nhận hai điều khoản luận tội mà nếu Hạ viện biểu quyết thông qua đó, điều gì sẽ xảy ra? Thượng viện do trưởng khối đa số Đảng Cộng Hòa Mitch McConnell đang là người lãnh đạo đó, sẽ phải làm những việc gì? Sẽ có những thảo luận nào với trưởng khối thiểu số là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ để mà đưa tới một sự thỏa thuận về những nguyên tắc căn bản để điều hành cuộc luận tội ở Thượng viện dưới hình thức của một phiên tòa? Và những câu hỏi kế tiếp sẽ được đặt ra, chẳng hạn như là vị Tổng thống bị luận tội là Tổng thống Trump đó, có quyền được đòi hỏi có những nhân chứng hay không? Và nếu đòi hỏi thì sẽ được giải quyết như thế nào? Chẳng hạn như vậy. Cũng như cái điều cô Lệ Ngọc vừa nhắc tới, cái tiến trình luận tội tại Thượng viện sẽ diễn ra
mau chóng hay là diễn ra dài, dài ngày. Diễn ra mau chóng thì có lợi hơn cho phía nào? Cho Đảng Dân Chủ hay cho Đảng Cộng Hòa? Cho Tổng thống Trump hay là cho những người luận tội ông ở Hạ viện? Những câu hỏi đó chúng ta sẽ có câu trả lời. Không có lâu, chỉ trong một vài tuần tới chúng ta sẽ đã thấy câu trả lời rồi. Bởi vì cái cách mà các vị nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện điều hành và đưa ra để thảo luận và biểu quyết điều hành về các nguyên tắc, những quy tắc để mà tiến hành cuộc luận tội ở Thượng viện đó, sẽ cho chúng ta câu trả lời để thấy rằng là cái vụ luận tội này sẽ kết thúc mau chóng hay sẽ kéo dài. Thì thưa quý khán giả, chúng ta tạm thời ghi nhận đến mức đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta đã nói Hạ viện có đủ cái thế đa số để mà thông qua hai điều khoản luận tội, Thượng viện có đủ thế đa số để mà xá tội, tức là miễn tội cho Tổng thống Trump, nếu chúng ta nhìn vấn đề ở thời điểm này như vậy, thì chúng ta hiểu rằng vậy thì câu hỏi còn lại sẽ là vụ luận tội này sẽ tác động đến dư luận của Hoa Kỳ, đến dân chúng Mỹ như thế nào. Và đó chính là cái điều mà liên quan đến cái việc thăm dò dư luận mà có thể là chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau. Cô Lệ Ngọc đồng ý như vậy không? Dạ thưa vâng, thưa với anh, càng nghe anh phân tích đó, Lệ Ngọc lại càng, có lẽ là Lệ Ngọc ngầm hiểu rằng là tại sao Tổng thống Donald Trump lại có một cái sự thay đổi trong cái ý định của ông chỉ muốn một cái phiên xét xử ở tại Thượng viện, mặc dù chúng ta biết càng gây go hơn ở Thượng viện, cứ xét cho nó ngắn ngủi, cho nó qua xong đi, vì chúng ta biết được cái kết quả nó sẽ như thế nào ở Thượng viện. Khó mà có một cái sự đồng thuận ở Thượng viện trong cái vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà càng đưa ra nhân chứng càng nhiều, Lê Ngọc nghĩ cái sự bất lợi nó sẽ nghiêng về Tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta cũng hãy chờ xem, như là anh Phúc vừa mới phân tích. Thì khi mà anh phân tích như vậy đó, thưa với anh, cái kết quả của những cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất mà anh có ghi nhận được mà liên quan đến vấn đề luận tội, và ngay cả những cái sự việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử năm 2020 như thế nào? Xin mời anh có thể tường trình đến cho quý vị thính giả, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý thính giả. Để chúng tôi xin phép để suy nghĩ một chút xíu, bởi vì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, mà cái vấn đề này càng đi sâu vào thì quý khán giả cũng thấy rằng là có vẻ càng rắc rối. Nhưng mà để coi, chúng ta sẽ đề cập đến cái phản ứng của dư luận. Thì thưa quý khán giả, nếu mà nói về phản ứng của dư luận đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận cái bản tin mới nhất vừa mới chiều tối ngày hôm qua, tức là bản tin của Fox News có đề cập đến vấn đề luận tội và tường trình về cái phản ứng của dư luận đối với vấn đề luận tội này. Thì thưa quý khán giả, đài Fox News là một đài mà chúng ta hiểu là có khuynh hướng có thể gọi là bảo thủ, và có đã đưa ra rất nhiều cái luận cứ có lợi cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Thì như vậy, thưa quý khán giả, khi mà Fox News đề cập đến cuộc thăm dò dư luận đó, thì là đề cập đến những cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất mà chúng ta hiểu là có thể là Fox News đưa ra với cái ý định là cho thấy cái phản ứng của dư luận không có mấy thuận lợi đối với cái tiến trình luận tội mà Đảng Dân Chủ đang thực hiện ở Hạ viện. Thì bản tin Fox News có đưa ra hai cái kết quả thăm dò dư luận, nhưng mà chúng tôi sẽ xin phép bổ túc một điều mà bản tin Fox News không đưa ra. Thì trước hết là về hai cái cuộc thăm dò dư luận mà được nhắc tới đó. Thứ nhất là cuộc thăm dò dư luận của Đại học Quinnipiac, và thứ hai là cuộc thăm dò dư luận của Đại học Monmouth. Thì thưa quý khán giả, cả hai cuộc thăm dò dư luận này là được thực hiện hồi nào?
từ ngày 4 cho đến ngày 9 tháng 12. Tức là mới lắm, phải không ạ? Cách đây chỉ có vài ngày mà thôi. Thì cả hai cuộc thăm dò dư luận của hai viện đại học nổi tiếng, trong đó Quinnipiac là uy tín rất lớn khi mà thực hiện những cuộc thăm dò dư luận liên quan đến vấn đề chính trị, thì Quinnipiac cũng như là Monmouth University đều đưa ra một kết quả thăm dò dư luận gần như giống nhau, gần nhau. Và ông trưởng khối nghiên cứu và phân tích của Đại học Quinnipiac là ông Tim Malloy đã kết luận về cái cuộc thăm dò dư luận là có vẻ cử tri Hoa Kỳ cho thấy là họ nghiêng về cái khuynh hướng là không nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump, hơn là họ nghiêng về cái khuynh hướng nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump. Thì đó là những cái cái nhận định của cái người trưởng khối phân tích của Đại học Quinnipiac. Về phía Đại học Monmouth cũng như vậy. Thì chúng ta thấy thí dụ như là Monmouth đưa ra cái kết quả là hỏi cử tri là nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump hay không đó, thì 50% cử tri được hỏi trả lời là không, 45% cử tri được hỏi thì trả lời là nên. Và cái điều đó là tương đương với lại Đại học Quinnipiac. Bởi vì Quinnipiac khi hỏi câu hỏi cùng như vậy đó, thì 51% trả lời là không nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump, 45% trả lời là nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump. Thì như vậy là cái kết quả thăm dò mới nhất này của Quinnipiac và của Monmouth cho thấy là quan điểm của cử tri không có thay đổi gì nhiều lắm khi mà được hỏi. Và chúng ta thấy là hồi tháng 11 đã có một cuộc thăm dò dư luận rồi, đến bây giờ là giữa tháng 12 thăm dò dư luận tiếp, thì cái kết quả của tháng 11 và tháng 12 không có thay đổi gì lắm. Và đồng thời cả hai cuộc thăm dò đều cho chúng ta thấy một điểm là rõ ràng cái khuynh hướng chính trị nó ảnh hưởng đến cái quan điểm và đến cái câu trả lời của cử tri. Thí dụ như là đa số cử tri mà nói rằng là tôi ủng hộ Đảng Cộng Hòa đó, thì đều trả lời là không nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump. Đa số cử tri thuộc Đảng Dân Chủ đó, thì đều đồng ý là nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump. Thì đó là về phía về cái quan điểm đối chọi giữa hai thành phần cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa hoặc Đảng Dân Chủ. Còn cái thành phần cử tri mà khi được hỏi họ nói là họ độc lập thì họ cũng đưa ra một cái quan điểm mà cả hai cái cuộc nghiên cứu của hai viện đại học đều cho thấy là cái khuynh hướng mà nói rằng không nên luận tội và truất phế Tổng thống Trump, khuynh hướng nó cao hơn, tức là 52% cho rằng không nên luận tội và truất phế, 44% cho rằng nên luận tội và truất phế. Đó là cái thành phần cử tri mà tự gọi họ là những người cử tri độc lập. Đồng thời thì chúng tôi đã nói là đó là cái bản phân tích và tường trình qua cái chương trình của đài Fox News. Thì bây giờ chúng ta nói thêm những cái điều mà đài Fox News không có nói tới trong cái cuộc thăm dò dư luận của Quinnipiac. Thì Đại học Quinnipiac thăm dò dư luận ngoài cái việc là hỏi về cái quan điểm của cử tri về việc nên hay không luận tội và truất phế Tổng thống Trump đó, thì họ cũng hỏi quan điểm của cử tri về cái việc là nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay thì quý vị sẽ bầu cho ai. Và cái điều đó cho thấy cái nhìn, cái quan điểm của cử tri và sự thẩm định của cử tri đối với những nhân vật mà có thể sẽ đối đầu với Tổng thống Trump, cũng như là thẩm định về chính Tổng thống Trump nếu mà cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay. Thì thưa quý khán giả, kết quả cho thấy như thế nào? Thì theo cái bản tường trình của Quinnipiac là 51% những người được hỏi, kể cả ba thành phần cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ hoặc ủng hộ Đảng Cộng Hòa hoặc là độc lập, thì 51%
cử tri nói rằng họ sẽ bầu cho ông Joe Biden. Và 42% cử tri khi được hỏi thì nói rằng họ sẽ bầu cho Tổng thống Trump. Đó là cái sự chênh lệch giữa cựu Phó Tổng thống Joe Biden và đương kim Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ chênh lệch là 51% nghiêng về ông Joe Biden, 42% nghiêng về Tổng thống Trump. Còn nếu mà không phải ông Joe Biden mà lại là một ứng cử viên khác thì những cử tri sẽ chọn lựa như thế nào? Thì cuộc thăm dò dư luận của Đại học Quinnipiac đưa ra kết quả là nếu mà là ông Bernie Sanders thì thượng nghị sĩ Bernie Sanders sẽ được 51% cử tri ủng hộ, Tổng thống Trump được 43%. Nếu mà là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thì bà sẽ được 50% cử tri ủng hộ, Tổng thống Trump được 43%. Nếu mà là thị trưởng, cựu thị trưởng Michael Bloomberg thì ông Bloomberg sẽ được 48%, so với Tổng thống Trump sẽ được 42% cử tri ủng hộ. Nếu mà là ông thị trưởng Pete Buttigieg thì ông Buttigieg sẽ được 48%, so với Tổng thống Trump sẽ được 43% cử tri ủng hộ. Và cuối cùng là nếu là thượng nghị sĩ Amy Klobuchar thì bà Klobuchar sẽ được 47%, so với Tổng thống Trump sẽ được 43% cử tri ủng hộ. Đó là kết quả cuộc thăm dò mới nhất của Viện Đại học Quinnipiac và cho thấy rằng đến giờ phút này, thời điểm này, giả thử như cuộc bầu cử được tổ chức ngày hôm nay thì Tổng thống Trump sẽ thua phiếu cả 5 hoặc là 6 ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Chưa biết là ai sẽ được Đảng Dân Chủ chọn để đề cử ra đối đầu với Tổng thống Trump. Nhưng nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay thì kết quả bất lợi nghiêng về phía Tổng thống Trump một cách rõ ràng. Và chúng tôi xin đóng lại cái phần tường trình về cái kết quả thăm dò dư luận mới nhất ở đây để tùy quý thính giả nhận định, cho thấy là chúng ta tóm tắt là cái khuynh hướng của những cử tri khi mà được hai viện đại học lớn đó, hỏi ý kiến về việc luận tội hay không luận tội, chốt phế hay không chốt phế, thì cái thành phần cử tri trả lời nghiêng về cái khuynh hướng là không luận tội và chốt phế cao hơn là cái khuynh hướng nên luận tội và chốt phế. Và ngược lại về phía cái việc thăm dò ý kiến cử tri về vấn đề bầu cử đó, thì tất cả những cuộc thăm dò của Quinnipiac đều cho thấy là phần bất lợi nghiêng về phía Tổng thống Trump nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay. Dĩ nhiên trong những ngày sắp tới sẽ còn rất nhiều biến chuyển, sẽ còn rất nhiều thay đổi, và chúng ta sẽ còn thấy rất nhiều các cuộc thăm dò dư luận kế tiếp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường trình đến cùng quý thính giả để chúng ta cùng rút ra những nhận định riêng của mỗi người. Xin trở lại với cô Lệ Ngọc. Dạ thưa vâng, sự tường trình về cái kết quả thăm dò mới nhất của Quinnipiac University mà anh Phúc vừa mới gửi đến cho quý vị, đó chính là cái lời kết của anh Phúc trong ngày hôm nay với những bản tin mà anh em của chúng tôi vừa mới gửi đến cho quý vị. Tạm biệt quý vị thính giả, xin kính chào. Kính chào quý thính giả, chào cô Lệ Ngọc.